Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Đường sắt tốc độ cao phải xét đến nhiều mặt lợi và hại. Ngày 25 tháng 9, Facebooker Kim Văn Chính bình luận đường sắt cao tốc hoặc tốc độ cao có giúp cho đất nước cất cánh thần kỳ hay không? Tác giả cho hay Nhật Bản gần như đi đầu trong việc Shinkansen hóa các tuyến đường chính dọc ngang đất nước. Họ hy vọng Shinkansen mang lại sự thần kỳ cất cánh lần hai khi kinh tế vào vòng suy thoái. Nhưng chả có sự thần kỳ nào cả. Kinh tế Nhật từ thập niên năm 1980 đến nay vẫn trì trệ, bế tắc, đời sống người dân đi xuống. Và đây là hình bài trên Facebook Kim Văn Chính. Tác giả tiếp tục dẫn chứng, các nước hàng đầu châu Âu rất khôn trong phát triển đường sắt, như Đức, Pháp là điển hình. Họ phát minh ra đủ thứ tàu cao tốc, dây đường quy, dây đệm từ, nhưng chỉ làm như thí nghiệm một tuyến thôi. Hệ thống chính của họ vẫn là đường sắt bình thường, nhưng cải thiện tốc độ khá cao, đến 200 km/h. Tác giả cũng cho biết, Hàn Quốc không mặn mà lắm với đường sắt cao tốc, duy nhất có tuyến Seoul tới Busan, như kiểu lai giữa tàu cao tốc với tàu thường tốc độ cao. Trên tuyến dây đó, tàu vận tải tốc độ thường vẫn chạy ầm ầm. Những nước say mê đường sắt cao tốc như Nhật Bản, Trung Quốc thường làm một cái là vài chục năm, là Shinkansen hóa hết các tuyến đường cần thiết của họ. Và các nhà chế tạo dây, tàu trở nên thất nghiệp, không còn việc làm nếu không bán sản phẩm của họ ra nước ngoài. Bên cạnh đó, báo Dân Trí ngày 25 tháng 6 dẫn phát biểu của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng trong cuộc làm việc giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Lưu Tái Lương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thông tin Tín hiệu Đường sắt Trung Quốc CRRC tại thành phố Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc. Ông Thắng nói rằng, Việt Nam đang tập trung phát triển xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam với chiều dài hơn 1.500 km, dự kiến triển khai sớm trước vào năm 2026 đến năm 2027. Báo Dân Trí cho hay, Thủ tướng Chính mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác về kết nối giao thông, trong đó có kết nối đường sắt, một trong những chiến lược phát triển của Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp của Trung Quốc về xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt, về đầu máy toa xe và tín hiệu. Và đây là hình Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. Bộ trưởng Thắng nhấn mạnh rằng, đây là ba cấu phần quan trọng nhất của các tuyến đường sắt, kể cả đường sắt cao tốc và đường sắt đô thị. Tai nạn tàu cao tốc hay đường sắt cao tốc ở một số quốc gia chủ yếu là do thông tin, tín hiệu có vấn đề, nên chúng tôi đặc biệt quan tâm vấn đề này. Trong khi đó, dư luận trong xã hội Việt Nam đa số tỏ ra lo ngại về tính khả thi và hiệu quả của dự án đường sắt cao tốc này do có liên quan đến các nhà thầu Trung Quốc, với tai tiếng từ những dự án trước, chẳng hạn như dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông và bãi nợ của Trung Quốc ở khắp thế giới. Tác giả Kim Văn Chính cảnh báo, gần đây nhiều tuyến Shinkansen của Nhật Bản ế khách, khuyến mại hạ giá vé, kích cầu các kiểu vẫn ế. Ví dụ tuyến Tokyo đi Toyama, Kanazawa và tuyến lên Yokogata, giá vé các tuyến cạnh tranh Shinkansen luôn đắt hơn nhóm máy bay giá rẻ nên rất khó bán. Nó quá đắt đỏ và kém hiệu quả kinh tế. Ví dụ, Việt Nam mà mua Shinkansen của Nhật phải trả họ cỡ 70 tỷ đô la thì chả ai dám đảm bảo sau vận hành có lãi. Tác giả cho biết thêm, nước nào khá như Trung Quốc thì sẽ cố tự chế. Nước nào nghèo như Việt Nam thì chả dại gì tự vướng vào bẫy nợ, chỉ vì muốn có một tuyến Shinkansen, khi mà nó không mang lại sự cất cánh cho dân tộc. Tác giả kết luận rằng, ai đó hão huyền, mơ sáng, cà phê ở Hà Nội, trưa ăn bánh canh Đà Nẵng, chiều hủ tiếu Sài Gòn mà tưởng đó là thiên đường. Hãy sang Nhật mà xem. Càng làm Shinkansen, càng kéo hiệu quả xã hội xuống dốc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đường sắt tốc độ cao phải xét đến nhiều mặt lợi và hại. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hồ sơ nhân quyền kém cỏi của Tô Lâm. VOA tiếng Việt ngày 24 tháng 9 cho hay HRW, lãnh đạo Tô Lâm của Việt Nam, xưa nay vẫn là kẻ vi phạm nhân quyền. VOA cho biết tổ chức theo dõi nhân quyền viết tắt HRW cho rằng Việt Nam chỉ thả tượng trưng một số ít tù nhân lương tâm, trong khi vẫn ra tay đàn áp khắc nghiệt đối với giới tranh đấu cho nhân quyền. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn thông cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ngày 23 tháng 9 do ông John Shipton, Giám đốc vận động châu Á viết rằng ông Tô Lâm, tân Chủ tịch nước Việt Nam, là một trong số nhiều nhà lãnh đạo thế giới có hồ sơ nhân quyền kém cỏi đến thăm thành phố New York trong tuần này để tham dự cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Bởi ông Tô Lâm đã đàn áp những người bất đồng chính kiến với hàng trăm nhà báo và người bảo vệ nhân quyền bị bắt và bị giam cầm khi còn là Bộ trưởng Công an. VOA cũng cho biết, nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng từng theo học Đại học Columbia với tư cách là người nhận học bổng Obama. Sự phản đối trong cộng đồng Đại học Columbia dường như đã buộc chính quyền Việt Nam phải thả bà Hồng, ông Shipton lưu ý. Theo VOA, ông Tô Lâm đã phát biểu về chính sách và giao lưu với sinh viên tại Đại học Columbia. Và đây là hình ông Trần Huỳnh Duy Thức. Thông cáo của HRW đề cập đến việc ông Trần Huỳnh Duy Thức được trả tự do trước hạn nhưng vẫn phải chịu án quản chế 5 năm sau án tù. Sự phi lý độc đoán như vậy bao quanh ông Tô Lâm, HRW nhận xét. Thông cáo này cũng nhắc đến việc nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm bị phạt 5 năm rưỡi tù sau khi làm video chế giễu bữa ăn bò bít tết giác vàng của ông Tô Lâm. HRW đánh giá rằng chính quyền Việt Nam thường xuyên bắt giữ và truy tố những người bất đồng chính kiến vì họ sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook và YouTube để thực hiện tự do ngôn luận, bao gồm ông Phan Văn Bách, ông Nguyễn Vũ Bình, bà Phạm Đoan Trang, blogger Huy Đức và nhiều người khác. Theo ông Shipton của HRW kêu gọi, ông Biden và các giám đốc điều hành của Meta và Google khi tiếp ông Tô Lâm trong ngày 25 tháng 9 chớ xem việc trả tự do cho hai nhà hoạt động Hoàng Thị Minh Hồng và Trần Huỳnh Duy Thức là bằng chứng về cải cách. Họ nên nêu lên mối quan ngại về tất cả những người bị truy tố oan vì các bài đăng trực tuyến công khai kêu gọi trả tự do và tìm kiếm hành động chứng minh rằng quyền tự do ngôn luận trực tuyến tại Việt Nam sẽ được bảo vệ, ông Shipton nhấn mạnh. Và đây là hình bà Hoàng Thị Minh Hồng. Vẫn theo VOA, đối với một số người, việc ông Tô Lâm trả tự do sớm cho ông Thức và bà Hồng cho thấy có những tín hiệu cởi mở. Tuy nhiên, giới đấu tranh cho tự do, nhân quyền khẳng định rằng không có gì gọi là sự cởi mở cả, vì thực chất việc trả tự do sớm hơn hạn định ít tháng chỉ là để làm quà cho chuyến thăm Hoa Kỳ nhằm xoa dịu chính phủ Mỹ về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. VOA dẫn nhận định của nhà hoạt động cựu tù nhân Phạm Minh Hoàng ở Pháp cho rằng những chuyện thả như vậy là sự đổi trác vẫn xảy ra bình thường. Những tiền lệ đã xảy ra và đến nay vẫn đúng, mỗi lần có quan chức qua Mỹ thì thường có việc này như món quà vậy đó. VOA nhắc lại, chính quyền Việt Nam vào các dịp khác nhau vẫn bác bỏ cáo buộc cho rằng họ vi phạm nhân quyền và khăng khăng rằng các quyền căn bản của người dân luôn được đảm bảo. VOA cho biết thêm, ngày 23 tháng 9, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã ghi nhận việc ông Thức được chính quyền Việt Nam phóng thích, nhưng nói rõ rằng lẽ ra ông không phải ngồi tù ngay từ đầu. Chính phủ Việt Nam phải chấm dứt án quản chế ông Thức cũng như trả tự do cho tất cả những người khác bị bỏ tù vì thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ, Ân xá Quốc tế kêu gọi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hồ sơ nhân quyền kém cỏi của Tô Lâm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.